Cô gái Ấn Độ này vừa lấy chồng nhưng ngày đầu đã bị chồng tát lấy tát để. Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba cũng thế, cứ không vừa lòng là cô vợ lại bị ăn tát luôn. Nhưng sau mỗi lần đánh vợ, ông chồng đều đưa vợ đi xem phim hoặc đưa đi ăn nhà hàng, cộng thêm lời hứa ngon ngọt sẽ không đánh vợ nữa. Cô vợ lúc đầu còn tha thứ, ai ngờ càng nhịn ông chồng càng được đà. Việc chỉ đơn giản như hôm nay anh muốn mặc quần bò, do vợ giặt rồi nên ông ta tức tối tát cô vợ, sau đó lại dẫn đi xem phim và đi ăn. Nhưng về nhà lại chứng nào tật nấy, Diana nghĩ cả đêm không chịu nổi nữa bởi vốn dĩ cô cũng đâu có muốn cưới anh ta. Do lúc đi học Diana bị thầy giáo tán tỉnh. Đến bữa ăn anh ta thường xuyên mời cô, thậm chí còn sửa điểm cho Diana cao vút, nhưng vì sợ mọi chuyện bại lộ tên thầy giáo thối tha thẳng tay tát dập mũi Diana. Người bố tức giận quát mắng mẹ một trận, ngay sau đó mới bắt Diana phải lấy chồng luôn. Ông sợ rằng con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, nhờ người quen giới thiệu Joseph, nhà giàu bản tính hiền lành ra thế khủng, sở hữu cả một trang trại gà vịt. Joseph thấy Diana xinh đẹp thì ưng con chim lắm. Diana cũng nghĩ lần này cưới được chồng ngon, ai ngờ ngon còn hơn cám lợn. Bây giờ ngày nào cũng ăn cả cân vả vào mồm bởi vì nhà Joseph có truyền thống đánh vợ, trong nhà không có thứ gì là còn lành. Đâu đâu cũng thấy vết tích của việc đánh vợ và đập phá, thậm chí con trai còn được quát mẹ ầm ầm, cứ thế này thật sự là không ổn. Hôm sau cô nhất quyết gọi bố đến đón về ngoại, nhưng ông bố lại nói cố nhịn vài năm nữa sẽ quen. Mẹ chồng cũng bảo giờ tính khí của con trai bà đã tốt hơn rồi. Em chồng lại nói thêm, anh trai là trụ cột nuôi gia đình nên đôi lúc cũng hơi nóng nảy một tí. Cô vợ biết không ai giúp mình, suy đi tính lại tốt hơn mình nên tự hành động. Một hôm ông chồng đi làm vất vả về nhà, ai ngờ lại thấy cô vợ đang rảnh háng nằm chơi. Anh tức giận, giật tay nghe chửi cô một trận té tát. Còn định đập điện thoại của cô, bất ngờ thay cô vợ giữ chặt điện thoại. Ánh mắt sắc lẹm quay sang lườm chồng. Người chồng định đánh thì cô chặn lại, tiếp theo đẩy chồng ra rồi đạp bay hắn. Bất ngờ chưa ông già. Hóa ra mỗi tối cô đều ngồi xem phim Ấn Độ trên kênh bóng, lúc chồng đi làm cô ở nhà luyện võ. Tranh thủ vừa làm vừa rèn thể lực, luyện tập các đòn đánh để phòng tránh bạo lực gia đình. Dùng mọi cách để tăng sức mạnh bản thân. Sau một thời gian khắc khổ luyện võ, cuối cùng Diana cũng đạt được cảnh giới tối cao. Đến khi chồng đi làm về, thấy vợ đang nghịch điện thoại liền định đánh vợ. Ai ngờ ăn trọn một cú đạp bay xa trăm mét. Cô vợ từ từ hạ chân xuống như mãnh hổ thu móng về. Anh chồng bị đá đến ngây người không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau mới dám kéo lại quần rón rén rời đi. Lết cái mông sưng húp một cục, ra tiệm mua thuốc, nhưng không dám kể với ai vì cả Ấn Độ chưa ai bị vợ đánh. Từ đó về sau ông chồng đã an phận hơn rất nhiều, về đến nhà là dịu dàng hơn cả cung nữ. Mẹ có mắng chửi cũng không dám cãi lại mẹ. Đêm đến vợ giở mình đã khiến ông ta giật thót tim, vợ lấy cốc nước cũng khiến chồng sợ mất mật. Joseph cảm thấy nhất định vợ mình có gì đó không ổn. Khắp nơi trong nhà đều là vết tích luyện võ, cánh tủ sắt nào cũng lõm hết vào. Các cây trong nhà đều có dấu vết đấm đá. Tên chồng kể với anh họ chắc vợ mình đã học võ trên mạng. Anh họ liền nói vậy thì mày cũng học đi mà đỡ đòn. Từ đó người chồng bắt đầu luyện võ để phản kháng. Hóa ra lúc còn nhỏ anh ta đã từng giữ đai đen karate. Cứ tranh thủ lúc vợ ngủ là anh ta tập luyện. Cái áo từ bé mà cũng mặc vừa được, à luôn ông này đấy chứ. Lợi dụng cả thời gian đi làm để học các chiêu thức. Buổi sáng tranh thủ tập yoga tăng sự dẻo dai, cứ rảnh rỗi là tăng cường thể lực. Anh ta tập luyện mọi lúc mọi nơi, bất kể thứ gì người chồng cũng đều tận dụng để mà luyện võ. Thậm chí còn quan sát cả chiêu thức của bọn côn đồ, càng ngày phản xạ của người chồng càng nhanh. Trong vô thức cũng bắt được quả bóng bay tới, anh ta cảm thấy mình tay không đã bắt được hổ. Một hôm thấy vợ ở nhà một mình, anh chồng quyết định bắt con hổ cái này xem sao. Trước tiên cẩn thận nhét đồ bảo vệ hai hòn trứng cút, còn để cả điện thoại quay lại video để khoe với anh trai. Anh ta lên giọng gọi vợ lại gần, chơi bới cô vợ đúng nhận sai không được cãi. Sau đó tát luôn một phát vào mặt vợ. Cô vợ không hề kém, tát lại một cái, và thế là hai bên bắt đầu so chiêu, tất cả các tiết học đều được mang ra sử dụng. Anh chồng nghĩ mình ngon liên tục ra đòn, không ngờ đánh đòn nào cô vợ đỡ được đòn đó. Hơn nữa tay cô vợ lại siêu cứng, chưa gì đã phản đòn cho anh té ngửa ra sau. Ông chồng vừa mới bật dậy, cô vợ lại quay cho như quay trong chóng, không đỡ nổi đòn còn suýt nữa gãy cả lưng. Uy lực của cô vợ đúng là đáng gờm, cứ ra đòn chân là răng môi chồng lại lẫn lộn. Joseph không chịu thua vẫn quyết sống mái, trước tiên cố túm lấy chân để hạn chế thế mạnh, sau lại ôm cô như chuẩn bị xếp hình. Không ngờ cô vợ giáng long chuyển thế một chiêu quật ngã anh, Joseph mơ hồ đứng dậy, cô vợ bổ thêm nhát cuối khiến ông ta bay ra ngoài. Mẹ chồng vừa về thấy cảnh này miệng há hốc, nhìn con trai bị đánh bầm dập, bà lập tức gọi cả dòng họ đến phê bình hành động bạo lực của cô. Joseph thừa nhận đã đánh vợ. Nhưng mẹ chồng lại bênh con trai, bà nói ở Ấn Độ ai mà không đánh vợ cơ chứ, các người ở nhà không đánh vợ hay sao? Anh họ đúng là cạn lời không còn gì để nói.
chỉ đành đến khuyên Diana phải biết nhịn chồng, sao chỉ vì một cái tát mà đánh chồng cô tím tái. Cô nói họ đã lấy nhau 6 tháng rồi. 6 tháng nay chồng đã đánh cô 30 lần, vậy thì 50 năm sau sẽ là bao nhiêu đây? Lẽ nào cả đời này luôn phải chịu đòn? Anh họ nghe xong cứng họng, chỉ đành dẫn Joseph ra ngoài nói chuyện riêng, vì anh họ đã làm mai mối Diana cho Joseph, nên thấy em bị đánh anh cũng không cam lòng để giải quyết vấn đề với cô em vợ. Anh họ liền chỉ cho Joseph một chiêu cực hiểm, đó chính là làm cho vợ có thai. Làm như vậy cô ta sẽ không có thời gian học võ, bầu bí và nuôi con ít nhất cũng phải mất 2 năm, chỉ cần giới hạn cô ta trong cuộc sống con nhỏ, vậy thì có thể cầm trịch được cô ta rồi. Anh chồng cảm thấy anh họ nói rất chí phải, lập tức vào trong giả vờ xin lỗi vợ mình. Nhờ lời anh họ cô vợ cũng tha thứ cho Joseph. Từ đây chồng bắt đầu thực hiện mưu hành kế bẩn, trước tiên sắm đồ nội thất mới cho gia đình. Dưới sự chỉ đạo của anh họ, tên chồng hàng ngày gửi cho cô vợ tin nhắn mùi mận, thậm chí còn đưa vợ về nhà mẹ để chơi vài ngày. Hai người triệt để làm hòa như ngày mới cưới, Joseph nỗ lực không biết mệt mỏi, dùng mọi cách để Diana tin tưởng và yêu thương mình. Cẩn thận nhìn lịch tính ngày rụng trứng của cô thật chính xác, cho đến một ngày biết Diana rụng trứng trong bụng. Anh chồng nói lời mùi mận như rót mật vào tay, và chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cuối cùng cô vợ đã mang thai rồi, nhưng lúc đi khám chồng nhận được tin từ anh họ, kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Cô ta không phát hiện ra đó chứ. Vì là tin nhắn thoại nên cô vợ đã nghe được về đến nhà vợ tra khảo anh, rốt cuộc anh và anh họ đang âm mưu kế hoạch gì, vì vợ đã mang thai tên chồng không cần sợ nữa. Liền ngạo mạng thừa nhận kế hoạch làm vợ có thai để quản lý cô. Tất cả những việc anh đối tốt với cô chỉ là giả tạo, cô vợ nghe xong sóc óc đến nỗi ngất xỉu. Trong bệnh viện mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu, mắng cô vợ lãng phí tiền hơi tí là đi viện, mẹ ruột cũng đứng về phía anh chồng. Mắng con gái không biết chăm lo cho bản thân, còn khóc lóc nói cô suốt ngày đánh chồng nên mới khổ. Bố ruột cũng hùa vào mắng cô một hồi. Cô vợ bị nói oan ấm ức muốn bỏ đi, người chồng liền ngăn cô lại, tiền viện tư cô phải trả nửa mới được đi. Cô vợ không một xu dính túi, hết cánh phải tháo chiếc phòng của hồi môn trả anh. Cô đau khổ ngồi bên vệ đường khóc thút thít, chỉ có anh trai là thấu hiểu cho em. Biết em mang thai anh giúp cô tìm phòng ở, bởi vì năm đó Diana chưa học xong đã kết hôn cho nên xin việc ở đâu cũng rất khó. Hơn nữa đang mang thai nên chả đâu thèm nhận. Một hôm Diana đang ngồi khâu áo, bạn cùng phòng khen cô giỏi nên tự kinh doanh, thế là cô quyết định lập nghiệp. Một thời gian sau, video vợ đánh chồng được đăng tải lên mạng, nhanh chóng lan truyền trở thành hiện tượng luôn. Lòng tự tôn của anh chồng bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Hơn nữa công việc kinh doanh thịt gà của anh, tự dưng đợt này có người cùng ngành bán giá rẻ hơn gây tổn thất lớn. Khách hàng trước đây lần lượt từ bỏ anh ta, các công nhân cứ ngồi nhìn nhau vì không có việc. Anh cho rằng cưới Diana mang đến cho anh những điều không may. Sau khi thương lượng với anh họ, Joseph đi tìm luật sư làm thủ tục ly hôn. Luật sư hỏi anh nguyên nhân là gì, anh họ liền cho xem video Joseph bị vợ đánh, khiến luật sư không thể nhịn nổi mà phì cười. Lý do thế này quá đủ lớn để anh thắng kiện. Đến ngày mở tòa, hai vợ chồng cãi nhau om sòm trước mặt nữ thẩm phán. Tên chồng mới để lộ ra bản tính gia trưởng, thẩm phán nghe qua liền biết lỗi tại ông chồng. Bà liền hỏi anh người vợ phải như thế nào thì mới hạnh phúc, anh ta liền nói là phải biết phục tùng chồng. Câu này khiến thẩm phán nổi giận, mắng cho anh ta xối xả một hồi. Thẩm phán nói một gia đình hạnh phúc, người phụ nữ cần bình đẳng, công bằng và tự do, sau đó bắt anh họ ra ngoài chép lời này vào giấy 1.000 lần. Thẩm phán để hai người nói chuyện riêng xem có quyết định ly hôn nữa không. Cô vợ đột nhiên hỏi chồng chuyện bán thịt gà tốt chứ, mỗi con gà bán được bao nhiêu tiền, chồng nói 125.000. Cô vợ nghe xong liền ký vào đơn ly hôn, để lại câu nói tôi bán 115.000, sau đó đứng dậy rời đi trong sự ngơ ngác khó hiểu của chồng. Hóa ra dưới sự giúp đỡ của anh trai, cô đã tiếp quản một trang trại gà. Trang trại này thường bị đám côn đồ của tên chồng quấy rối, hắn ta cạnh tranh bẩn thường đi phá trang trại gà khác để một mình thống lĩnh thị trường gà bán giá cao. Diana đến giải quyết hết đám côn đồ này, đánh cho đám côn đồ của chồng không còn manh giáp. Hóa ra cô mới chính là đối thủ cạnh tranh giá với anh. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem, nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.